Kính thưa sư, cho con hỏi, khi một tâm bất thiện khởi lên như lòng ham muốn nơi đối tượng khác thì chúng ta nên làm gì để thoát khỏi nó, để không tạo các hành động và lời nói bất thiện? Nó có rất nhiều cách, nhưng cái quan trọng là chúng ta có đủ cái nội lực và có đủ sự quyết tâm để chúng ta thực hiện hay không. Nó cũng giống như quy đặt một câu hỏi là khi mà tôi thấy một cái tảng đá để trước cửa nhà thì có cách nào để mà tôi dọn dẹp cái tảng đá đó hay không? Có nhiều cách lắm chứ. Quý vị muốn lăn từ bên trái trước, quý vị muốn lăn cái tảng đá qua bên trái cũng được. Quý vị muốn lăn tảng đá qua bên phải cũng được. Quý vị muốn lăn cái tảng đá ra đằng trước cũng được. Hoặc quý vị muốn lăn tảng đá vào trong nhà cũng được. Hoặc quý vị muốn khiêng tảng đá đem qua chỗ khác cũng được. Hoặc quý vị muốn đập tảng đá nhỏ ra rồi quý vị đem khiêng cũng được. Có rất nhiều cách. Nhưng nó phải dựa trên nền tảng là chúng ta có sức mạnh. Có nghĩa là chúng ta có sức khỏe để chúng ta làm được điều đó. Và chúng ta có quyết tâm để chúng ta làm được điều đó. Và chúng ta có kiến thức để chúng ta làm được điều đó. Cũng như vậy, khi các cái tâm bất thiện khởi lên đó, mà quý vị muốn xử lý nó thì quý vị phải có nội lực tu tập. Có nghĩa là xưa giờ chúng ta phóng dật, chúng ta không tu hành cái gì hết trơn, thì chúng ta không, dù chúng ta có biết đi chăng nữa thì cũng chỉ là cờ lau tập trận. Có nghĩa là mấy đứa nít nó cầm mấy cái cọng cỏ lau, nó ngồi nó chơi, với nhau thôi. Nó bài binh ở trên giấy mà, rồi nó chơi, nó đánh đánh trận giả trên đó, đụng chuyện xài không được. Có nghĩa là khi ngày thường chúng ta không có sự tu tập, không có sự thực hành, tới hồi đụng chuyện chúng ta xài không được, kiến thức có một mớ cũng không xài được. Đừng có nói cái chuyện là quán tâm có tham, biết tâm có tham. Xin thưa, biết là một chuyện mà làm được hay không là chuyện khác. Đấy, cho nên muốn được như vậy ngày thường quý vị phải thực hành. Đấy. Cái thứ hai là quý vị phải có được cái sự nỗ lực. Chứ còn xin thưa, cái lòng chúng ta vẫn không có dám nhìn, nhưng mà về nhà len lén cũng còn muốn mở mạng ra coi. Hoặc là không có dám nhìn trực tiếp mà họ đi rồi đó, khuất rồi, chúng ta vẫn ráng chúng ta nhìn. Chúng ta không có sự nỗ lực để chúng ta diệt trừ, có sự nỗ lực để chúng ta chấm dứt nó thì nó cũng như không. Nó không có tác dụng, không xài được. Và cái thứ ba là chúng ta phải có kiến thức. Kiến thức ở đây là gì? Kiến thức giáo lý. Cái sự thực hành các cái đề mục thiền chỉ và thiền quán đó, để mà diệt trừ tham dục đó. Ví dụ như quán bất tịnh, quán tử thi, hoặc ngay như quán niệm hơi thở, hoặc là cái sự quán tâm trên tâm, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp. Tất cả các cái sự thực hành thiền chỉ và thiền quán trên lý thuyết nó có khả năng diệt trừ được tham dục, nhưng mà còn phải coi đó là ai. Chỉ có những ai đó ngày đêm chánh niệm, thực hành thường xuyên không mệt mỏi, người đó mới có đủ sức để mà lấy cái sự chánh niệm đó, lấy cái định, lấy cái niệm, lấy cái tuệ đó, vẽ cắt đứt được tham dục, vẽ diệt trừ được tham dục, vì ấy không bị trói buộc bởi tham dục. Còn ngày thường chúng ta không có tu, giỏi lắm một ngày tu được 1-2 tiếng đồng hồ, xin thưa đó là đã rất là giỏi rồi đó. Tới cái hồi cần xài, xài không được. Nên còn phải coi coi đó là ai. Ngoài ra đó, quý vị có thể dựa theo những cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng dạy. Ví dụ như tham dục nó là khổ, nó đưa đến những cảnh giới đau khổ. Việc chạy theo các cảm cảm thọ, chạy theo cái sự tham ái chắc chắn sẽ dẫn đi chúng sanh đi địa ngục. Đấy.
Hoặc là chúng ta dựa theo những cái bài kinh khác, như Đức Phật nói là cái người mà không biết thu thúc sáu căn thì cái đối tượng, cái người đó nó giống như là một cái cây, đối với một cái cây yếu kém với một cái bộ rễ yếu kém, thì ma vương sẽ quật khởi cái con người đó và đem xuống địa ngục. Hoặc là quý vị học theo cái bài kinh kinh con rùa, đó là giống như con rùa đó, khi mà gặp nguy hiểm nó sẽ thu bốn chi của nó lại và thu đầu nó lại, thu đuôi nó lại, rút vào trong mai rùa. Cũng vậy, khi chúng ta thấy nguy hiểm bởi các cái tham dục, chúng ta thu thúc sáu căn lại: mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Sư chia sẻ với quý vị như thế này: sư không dám nói sư là một người tu cao siêu, mà sư dám, mà cái này sư dám khẳng định, sư dám khẳng định sư là một người tu yếu. Sư dám khẳng định sư là một người tu yếu. Và khẳng định thêm một lần nữa là cái định lực trước cái người nữ, đặc biệt là người nữ xinh đẹp của sư, là nó cũng không có mạnh hơn ai đâu. Cho nên sư phải học theo cái bài kinh con rùa. Nghĩa là làm sao? Khi đi ngang qua người nữ, không cần biết họ có sức nước hoa hay không sức nước hoa, việc đầu tiên của sư là sư nín thở. Đi ngang qua người nữ không cần biết, đâu có cần quý vị phải ngửi cái mùi của phụ nữ, quý vị mới lúc đó mới thu thúc. Biết trước đi ngang qua thế nào cũng có mùi, mùi thơm hay là không thơm gì mình chưa biết, thu thúc lỗ mũi lại, thu thúc cặp mắt lại, nhìn đằng trước thấy phụ nữ, nhìn gần, nhìn gần một phụ nữ tới gần, nhìn gần hơn nữa. Còn nếu như mà không còn một cách gì nữa hết, buộc lòng phải tiếp xúc với người nữ, xin thưa, tiếp xúc ở đây đó không bao gồm cái chuyện là sờ chạm ôm hôn ha, không bao gồm cái chuyện đó, không có đụng vào người nữ. Tiếp xúc ở đây là cái sự nói năng, sự nói năng đó, sự giao tiếp, sự thọ nhận cúng dường. Đức Phật dạy như thế này: vị tỳ kheo, nếu như có thể không cần phải nhìn thì đừng nhìn, không cần phải nói thì đừng nói, không cần phải tiếp xúc thì đừng tiếp xúc. Nhưng trong trường hợp cần phải nhìn, cần phải nói, cần phải tiếp xúc, vị tỳ kheo phải giữ mình trong chánh niệm, coi như là đề phòng lên, y như là một con nhím nó xù lông lên nó đề phòng, y như là một người thợ gác cổng đối diện kẻ thù, phải chống thương lên, đề phòng, đề phòng kẻ thù. Cũng vậy, vị tỳ kheo khi đối diện với người nữ, khi phải tiếp xúc với người nữ, vị ấy hoàn toàn phải giữ chánh niệm. Bởi vì xin thưa, chỉ cần sơ sẩy, vị tỳ kheo khi đối diện với người nữ chỉ cần sơ sẩy là phạm giới, sơ sẩy là phạm giới. Thành ra là phải giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm bằng cách gì? Có thể quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Hoặc vị ấy tập trung vào đề mục thiền định mà vị ấy thuần thục. Hay nói một cách khác, đó là khi đối diện với người khác phái, vị tỳ kheo phải liên tục tu. Khi đó là cái giờ mà vị ấy tu phải dữ dội nhất, tu y như sợ chết vậy đó, tu dữ dội nhất. Nhưng mà đó là đối với cái hàng tỳ kheo. Còn đối với cư sĩ thì sư e là nó khó. Thành ra đó, sư nói là ngày thường chúng ta phải có sự thực hành, tới cái hồi cần xài mới xài được. Ngày thường không thực hành, tới hồi cần xài là nó xài không được. Ngoài ra một cái nữa, quý vị phải học giáo lý. Chúng ta biết càng nhiều những lời dạy của Đức Thế Tôn thì chúng ta càng linh hoạt trong cái việc vận dụng. Và nếu như quý vị lười không muốn đọc á, thì nãy giờ sư đã liệt kê ra một số cái trường hợp, một số cái kinh nghiệm dựa theo chánh pháp.
mà bản thân quý vị có thể sử dụng được khi đối diện, khi tiếp xúc, khi giao tiếp với người nữ.